mới người ta cũng gọi là mới bắt đầu thôi, chứ là cái đầu tiên là họ chỉ có vào đi họ canh tác thôi, còn nhà lớn của họ là ở chỗ này họ hôm nay nắng là chuông khi chính thì nhà chùa đã nhờ đến sức của 10 đến 12 thanh niên đóng liên tiếp một hồi là 108 tiếng và tiếng chuông